Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phương tiện cuối tuần. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi chiều cuối tuần này. Thưa quý vị, một tuần mới với rất nhiều sự kiện đã diễn ra xung quanh thế giới phương tiện của chúng ta. Porsche Panamera thế hệ thứ 2 đã chính thức trình làng vào ngày 10 tháng 10 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội chăm sóc xe Car Care Day cũng vừa diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 với những hoạt động hết sức thiết thực. Những hình ảnh mới nhất và ấn tượng nhất về giải đua MotoGP huyền thoại tại Malaysia sẽ là những nội dung có trong 10 phút của chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng bắt đầu với nội dung chương trình. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Porsche Việt Nam chính thức giới thiệu đến thị trường xe hơi Việt Nam thế hệ Panamera mới. Panamera mới thể hiện sự nổi bật trong phân khúc xe 4 chỗ hạng sang, nhờ ngôn ngữ thiết kế độc đáo, tôn lên vẻ đẹp của dòng xe thể thao bằng những đường nét gọn gàng, sắc nét, cũng như những chi tiết mới được bổ sung. Sự ra đời của Panamera phiên bản động cơ V6 3.0 lít cùng với bộ tăng áp kép là một trong những cải tiến nổi bật của Porsche. Với công nghệ mới, Panamera thế hệ mới có thể tiết kiệm nhiên liệu tối đa lên đến 56%, trong khi vẫn đảm bảo tính năng vận hành và tiện nghi vượt trội. Porsche Panamera mới phiên bản tiêu chuẩn có mức giá khởi điểm 4 tỷ 496 triệu 800 nghìn đồng. Đối với chúng tôi, dòng sản phẩm Cayenne, dòng xe SUV là vẫn là dòng sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Vì đối với xe này đều rất là phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam, gầm cao, 5 chỗ ngồi thuận tiện thoải mái. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là xe Panamera này kém ưu thế, và xe Panamera trong năm nay do xe mới, do đó chúng tôi chưa giao được. Nhưng khi chúng tôi mới ra mắt ở đây và chúng tôi đã ký được tới 20 xe, và đặc biệt có khách là đã ký hợp đồng đặt cọc xe từ năm ngoái và chờ tới hơn một năm để nhận chiếc xe hàng mơ ước của mình. Là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Vì Cộng đồng ô tô Việt, ngày hội chăm sóc xe Car Care Day vừa diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn BVOT Group phối hợp với các nhãn hàng Bridgestone Việt Nam, AquiGS Việt Nam, 3M Việt Nam, Dầu Nhất Total Việt Nam tổ chức. Tham gia chương trình, khách hàng được trang bị những kiến thức bổ ích về việc chăm sóc và bảo dưỡng ô tô, trong đó đặc biệt là các kiến thức về cách phòng tránh những tai nạn không đáng có, giúp vận hành xe một cách an toàn nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì sau khi thực hiện cái công tác về dịch vụ cũng giống như chăm sóc về kỹ thuật thì chúng tôi đã phát hiện ra hơn 30% các khách hàng của mình đang sử dụng lớp xe dưới áp suất chuẩn, cũng giống như sử dụng lớp xe chưa đúng cách. Và tôi hy vọng lần này tôi mang đến Hà Nội những cái thông điệp về lái xe an toàn cũng như việc chăm sóc lớp xe theo đúng phương pháp chuẩn của Bridgestone dành cho các khách hàng tại khu vực phía Bắc. Số xe tham gia chương trình đều được trải qua một quy trình chăm sóc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, khách tham dự chương trình còn nhận được nhiều quà hấp dẫn với các phụ tùng xe hơi cao cấp. Sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ngày hội chăm sóc xe sẽ tiếp tục được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 7 tháng 12 tới. Thưa quý vị, như từ đầu chương trình chúng tôi đã giới thiệu, MotoGP là một giải đua danh giá nhất hành tinh. Khởi đầu chương trình náo nhiệt đường đua MotoGP cùng Yamaha và đi Malaysia xem MotoGP cùng Yamaha Loop. Đã có gần 150 khách hàng may mắn được sang Malaysia trực tiếp xem những chiếc xe 1000cc nhanh nhất hành tinh xé gió trên những khúc cua đường đua Sepang. Những hình ảnh ấn tượng về giải đua này đã được phóng viên của chúng tôi ghi lại trong phóng sự ngay sau đây. Kịch tính hấp dẫn cùng những cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành thứ hạng cao nhất là những gì người ta nói về giải đua MotoGP, cuộc đua mô tô hai bánh nổi tiếng nhất hành tinh. Ngoài những trải nghiệm đặc biệt, tham dự MotoGP cũng là một cách để mỗi tay đua thể hiện niềm đam mê với chiếc xe 1000cc nhanh nhất hành tinh xé gió trên đường đua. Các tay đua phải trải qua 18 chặng đua, đối mặt với những thử thách lớn ở những đường đua khác nhau. Mùa giải năm nay đặc biệt có ý nghĩa hơn với Yamaha, vì đây là mùa giải đầu tiên đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi huyền thoại Giorgio Lorenzo và Valentino Rossi của đội đua Yamaha Factory Racing. Chặng 15 MotoGP 2013 vừa diễn ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại đường đua Sepang, Malaysia, là một trong những chặng đua mang tính quyết định tới ngôi vô địch của giải đua MotoGP 2013. Kết thúc chặng đua thứ 15, Marc Marquez của đội Honda tuy đứng thứ nhì nhưng vẫn dẫn đầu trong bảng tổng sắp với 298 điểm. Đáng chú ý, ngôi sao của đội Yamaha Factory Racing là Giorgio Lorenzo đã cán đích ở vị trí thứ 3, nâng tổng điểm của mình trong bảng tổng sắp lên 255 điểm. Như vậy, Giorgio Lorenzo vẫn có thể nuôi hy vọng giành chức vô địch MotoGP 2013 do còn tới 3 chặng đua nữa tại Úc, Nhật Bản và Valencia.
Hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của giải đua danh tiếng nhất hành tinh, người hâm mộ được chứng kiến vòng đua đầy hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh, bùng nổ và những bất ngờ. Khởi động chương trình khuyến mãi náo nhiệt đường đua MotoGP cùng Yamaha từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013, Yamaha Moto Việt Nam đã dành cơ hội cho gần 150 khách hàng tham dự chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới Malaysia, tận mắt chứng kiến những màn trình diễn ngoạn mục của các tay đua lừng danh thế giới. Tôi may mắn trong những số khách hàng mua xe thì được báo thông trúng thưởng và được cơ hội Yamaha tạo điều kiện đến đây coi xem đua xe MotoGP. Tôi rất là cảm thấy là rất là sung sướng, rất là vui. Trong cái hành trình đi du lịch ấy thì có một ngày là hôm nay đi được tham dự cái giải đua xe mô tô thì đi xem thì rất là vui, hào hứng, cũng là lần đầu tiên được tham gia với chương trình sôi nổi như thế này. Theo riêng bản thân mình nghĩ thì chương trình này rất là tốt, rất là cần thiết cho những cái khách hàng muốn tìm hiểu thêm về cái sản phẩm của Yamaha. Với những nỗ lực không ngừng mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, những chương trình hấp dẫn và đầy ý nghĩa, chắc hẳn những khách hàng may mắn của Yamaha Moto Việt Nam đã có những kỷ niệm tuyệt vời với chuyến đi Malaysia xem giải đua xe thể thao lớn nhất và ấn tượng nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 9 Việt Nam Moto Show 2013 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10 tới đây. Ngày hôm nay hãy cùng Phương Tiện cuối tuần điểm qua những dấu ấn của Việt Nam Moto Show 2012 và cùng xem những chiến binh mới nào sẽ có mặt tại sân chơi Vama năm nay. Việt Nam Moto Show 2012 đánh dấu việc lần đầu tiên có sự tham dự của 7 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và 6 nhà nhập khẩu chính hãng. Việc cả hai khối doanh nghiệp này chịu ngồi chung chiếu tại sân chơi Vama sẽ đem lại nhiều lợi ích khác nhau. Triển lãm ô tô Việt Nam 2013 có sự tham dự của 8 thành viên Vama cùng 7 thương hiệu xe nhập khẩu. Đặc biệt, triển lãm năm nay có sự góp mặt của Lizard và Infiniti, hai hãng xe lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ngoài những mẫu đã có mặt tại Việt Nam như Civic, CR-V và tân binh City, Honda sẽ mang mẫu xe Accord thế hệ mới vốn đã có mặt tại Thái Lan và Malaysia cùng một mẫu xe concept mới của hãng. Với hãng xe sang Audi, bên cạnh cặp đôi siêu xe đỉnh đám Audi R8 Spider 5.2 V10 Quattro và Audi R8 Copper 5.2 V10 Quattro có thể sẽ là mẫu Audi A3 lần đầu tiên về Việt Nam. Cùng nhắm tới thị trường xe sang hạng nhỏ, đối thủ BMW sẽ chính thức trình làng BMW 1 Series và BMW 428i. Trong khi đó, Mercedes-Benz sẽ lấy A-Class, E-Class và S-Class mới làm tâm điểm. Trong phân khúc xe sang, người tiêu dùng sẽ có thêm lựa chọn với thương hiệu Mini. Tuy nhiên, những cái tên đáng chú ý nhất lại thuộc về phân khúc xe hạng trung và xe nhỏ bình dân với Ford Fiesta, Toyota Vios và Mitsubishi Mirage. Cũng trong sân chơi năm nay, Toyota sẽ chính thức ra mắt những mẫu xe Lizard chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ống kính camera phương tiện hôm nay sẽ tổng hợp những hoạt động thiết thực của công ty trách nhiệm hữu hạn Acqui GS Việt Nam tại ngày hội chăm sóc xe Car Care Day vừa được tổ chức tại Hà Nội. Là một trong những bộ phận quan trọng nhất trên xe ô tô, đảm nhận vai trò tích trữ điện, khởi động động cơ xe, nhưng không phải chủ xe nào cũng có kiến thức cụ thể về cách hoạt động và sử dụng bình ắc quy. Tham gia ngày hội chăm sóc xe Car Care Day vừa diễn ra tại Hà Nội, GS Việt Nam đã trực tiếp chăm sóc bảo dưỡng ắc quy cho các chủ xe hơi. Các hoạt động chăm sóc xe như kiểm tra và vệ sinh hai đầu cực của bình ắc quy, dùng máy đo điện áp bình ắc quy, cứu hộ cho một số trường hợp ắc quy bị yếu điện. Ngoài việc kiểm tra và chăm sóc ắc quy cho tất cả các xe ô tô tham gia chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn ắc quy GS Việt Nam còn trực tiếp tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến ắc quy như chăm sóc, bảo dưỡng ắc quy một cách an toàn và đúng cách nhất. Hôm nay GS Việt Nam rất vui được tham gia ngày hội chăm sóc xe, là nhà sản xuất ắc quy hàng đầu tại Việt Nam và tham gia ngày hội với tư cách là một thành viên. GS Việt Nam muốn đem lại cho khách hàng kỹ năng hiểu biết hơn về ắc quy để chăm sóc, kéo dài tuổi thọ của ắc quy. Và đây cũng là thông điệp GS Việt Nam muốn gửi tới người tiêu dùng và cộng đồng ô tô Việt Nam. Theo GS Việt Nam, có tới 40% ắc quy của các xe tham dự chương trình đều phải vệ sinh và chăm sóc bình. Vì vậy, GS Việt Nam khuyến cáo chủ xe phải chủ động hơn trong việc sử dụng kéo dài tuổi thọ cho bình ắc quy và đảm bảo an toàn khi sử dụng ô tô. Hy vọng những thông tin hấp dẫn vừa rồi của chương trình đã mang lại những cảm giác thú vị về thế giới xe của chúng ta. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông BTS thực hiện. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.